Hello cả nhà, hôm nay em xin phép lên cho anh em một cặp Toshiba dòng đế ga, dòng size sải cánh size 30 và chiều cao là tầm 85 cm anh em nhé. Dòng đế ga thì hai con ở hai mức giá, một con giá 2 triệu và một con giá 2,3 triệu, tất cả đều nguyên bản điện 100V các bạn nhé. Thì con 2 triệu hình thức nó sẽ không đẹp bằng con 2,3 triệu. Đấy, hai con giống hệt nhau nên mình làm video giới thiệu tổng quan luôn cho các bác. Đầu tiên là cái em đẹp trước đi. Em này là 2,3 triệu mọi người nhé. Hệ thống kim số này, hệ thống lên xuống này, hẹn giờ này, hệ thống chỉnh góc tung lăng này. Đây cái bầu sau này, mình tháo ra để cho anh em xem cái cổ. Bầu rất đẹp nhé, chưa oxy hóa này. Gang, gang này. Đến dưới là thép nhé, trên là gang này. Đấy, thân gang này. Mặt này mặt Mica anh em nhé. Đây có phần để anh em để tời dây vào này. Tời ra tời vào này, ấn lên xong. Đấy, cổ trên gang, à cổ dưới gang, cổ trên là nhựa. Phần cổ đây anh em nhìn này, con này nguyên zin nguyên bản nhá, tổ tiếc là còn nguyên của Toshiba luôn. Cái này thì nó chả có gì để hỏng cả, lâu ngày nó hỏng con tổ ấy, nó kém đi bán để thay thế con tổ khác vào là ok. Đấy, cổ nó còn nguyên zin nguyên bản, đồng đồ ao. Đấy, có vị trí anh em để tra dầu mỡ đây, hệ thống tung lăng dưới các bạn nhá. Đấy, bầu này thì bầu nhựa, bầu trước bầu sau đều bầu nhựa rồi. Hệ thống lồng, lồng sau là lồng nhựa, lồng mặt trời đặc thù của cái dòng đế ga bao giờ cũng lồng kiểu đấy các bạn nhé. Cánh thì nguyên zin nguyên bản. Đấy, lồng trước thì mạ chrome cũng có bị lỗi mụn một số chỗ. Lồng thì đẹp khoảng tầm 75% đấy anh em nhé. Số 1. Em này thì bên mình đang bán với giá 2,3 triệu. Số 1 thì trả rất là chậm nhé. Đấy, cái dòng đế ga, chỉ cái dòng đế ga thì số 1 nó chậm chứ dòng Toshiba, còn có cái dòng nhựa thì sẽ mạnh hơn. Đặc thù số 3 này, dòng tung lăng rất là trơn tru anh em nhé. Đấy, anh em để trong phòng ngủ phòng khách để... Rồi, ok, tiếp theo thì mọi em nữa giá 2 triệu thì hình thức nó không đẹp bằng các bạn nhé. Đấy, cái phần mica và chuyển nó bị vỡ này, sơn này bị cháy xước xung quanh này, em nhé, nên giá 2 triệu điểm 100V thôi. Còn mọi chức năng cũng giống hệt nhau rồi bạn, các bạn ạ. Đấy, phần bầu nhựa này đây, hai con như nhau mọi người nhé. Cổ kết cũng nguyên zin nguyên bản, giống hệt nhau mọi người nhé. Đấy, gang đồng. Bầu này thì cũng là trước sau đều dòng nhựa thôi. Đấy, con này lồng thì lồng trước lồng sau y hệt con kia, nhưng mà nó không đẹp bằng thôi. Đấy, anh em thích đẹp cái về tỉa gót, anh em tỉa gót sơn lại cho mình. Đấy, cánh cũng nguyên zin nguyên bản. Đó là chỉ khác nhau về hình thức mọi người nhé. Còn về liên đại bọn này thì nó dao động, nó rơi vào tầm 570. Cái này thì cái lắp này vì trong quá trình nó cũ, nó bị kẹt dầu, nó bị chẹt, mình phải khoan ra để mình mở ra cái lắp trốn tránh nha anh em nhé. Anh em thích được bị cái gì vào cũng được. Thì lâu ngày nó bị han gì mình phải cho khoan là tra dầu mỡ vào thì mới ra được cái phần chốt cánh. Tung lăng rất nhẹ, cái dòng Toshiba tung lăng nó cực kỳ nhẹ nhá, chỉ cần hơi chạm phát là đã quay rồi. Hai con như nhau. Ok, anh em cần sản phẩm ưng em nào thì alo 0979665264. Là những con này anh em nếu mà khéo tay và về anh em mẹ sơn lại cho mình, tháo mica sơn lại chỗ này cho mình được theo về nó đẹp, thì là cái phần lồng trước lồng sau không thế anh em nhé. Đấy thì đã rẻ hơn 300.000. ok, anh em cần alo 0979665264. Xin chào anh em và những video sau.